Xin chào tất cả các em. Video hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài 10 sách giáo khoa lớp 8 tập 1 ở trang 8. Đề bài như sau: thực hiện phép tính. A. Đa thức x bình phương trừ 2x cộng 3 nhân với đa thức 1/2x trừ 5. Ý B. Đa thức x bình phương trừ 2xy cộng y bình phương nhân với đa thức x trừ y. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi giải ý A. Đa thức x bình phương trừ 2x cộng 3 nhân với đa thức 1/2x trừ 5 bằng, ta sẽ lấy từng hạng tử của đa thức x bình phương trừ 2x cộng 3 nhân với đa thức 1/2x trừ 5. Đầu tiên lấy hạng tử đầu tiên là x bình phương nhân với 1/2x trừ 5 cộng với hạng tử thứ hai là cộng với âm 2x cũng chính là trừ 2x nhân 1/2x trừ 5 cộng với hạng tử cuối cùng là 3 nhân 1/2x trừ 5 bằng x bình phương nhân 1/2x cộng x bình phương nhân âm 5 trừ 2x nhân 1/2x trừ 2x nhân âm 5 cộng 3 nhân 1/2x cộng 3 nhân âm 5. Nhân kết quả ra ta sẽ thu được 1/2x mũ 3, 1/2x mũ 3. X bình phương nhân âm 5 sẽ được trừ 5x bình phương. Trừ 2x nhân 1/2x thì ta thấy rằng là phần hệ số 2 nhân 1 chia 2 là được 1. Vậy thì chúng ta chỉ còn x nhân x là trừ x bình phương. Trừ 2x nhân âm 5 sẽ được dương 10x. 3 nhân 1/2x sẽ được 3/2x. 3 nhân âm 5 sẽ được trừ 15. Lúc này chúng ta sẽ rút gọn bằng 1/2x mũ 3 trừ 5x bình trừ x bình được trừ 6x bình cộng 10x cộng 3/2x. Ở đây ta sẽ thấy rằng là phải quy đồng, mẫu chung sẽ là 2. Vậy thì 10x này sẽ thành là 20/2. 20 cộng 3 sẽ được 23/2. X trừ 15. Như vậy kết quả thu được là 1/2x mũ 3 trừ 6x bình cộng 23/2x trừ 15. Tiếp theo ta sẽ đi làm ý B. Đa thức x bình phương trừ 2xy cộng y bình phương nhân với x trừ y bằng, tương tự ta sẽ lấy bằng x bình phương nhân với x trừ y trừ đi 2xy nhân x trừ y cộng y bình phương nhân x trừ y bằng x bình phương nhân x cộng x bình phương nhân trừ y trừ 2xy nhân x trừ 2xy nhân trừ y cộng y bình phương nhân x cộng y bình phương nhân trừ y. X bình phương nhân x sẽ được x mũ 3. X bình phương nhân trừ y trừ x bình y. 2xy nhân x bằng trừ 2x bình y. 2xy nhân trừ y sẽ được dương 2xy bình. Y bình nhân x sẽ được xy bình. Y bình nhân trừ y sẽ được trừ y mũ 3.
Ta rút gọn sẽ bằng x mũ 3 trừ x bình phương y trừ 2x bình phương y bằng trừ 3x bình y. 2x y bình cộng x y bình thành dương 3x y bình trừ y mũ 3. Vậy ta có tính được kết quả là bằng x mũ 3 trừ 3x bình y cộng 3x y bình trừ y mũ 3. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài tập số 10 trang 8 sách giáo khoa toàn 8 tập 1. Xin chào tất cả các em.